Xin chào các bạn. Buổi hôm nay khá là đặc biệt. Các bạn có nhìn thấy cái hợp âm gì đâu? Cái hợp âm này thì rất là ít người biết, và mình cũng tin là rất ít người biết cách sử dụng cái hợp âm này như nào trong một bài hát. Có thể có một số bạn đã được nhìn thấy cái hợp âm này rồi và cũng có thể đã bấm được hợp âm này rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không thể hiểu được là cái hợp âm này cách sử dụng nó ở trong bài hát như nào. Cái buổi hôm nay là cái buổi mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết chắc là cũng chưa có ai hướng dẫn bao giờ. Cái bí quyết này thì sẽ giúp cho các bạn đưa tất cả những cái bài hát mà các bạn đánh được ấy, nói tất cả thì là chưa chính xác lắm, nhưng mà nó sẽ đưa cho khoảng 70-80% những cái bài các bạn đã biết đánh từ trước đến nay rồi ấy, nó sẽ đưa những cái bài đấy lên một cái tầm cao mới bằng cái cách thêm cái hợp âm này vào trong bài hát của chính các bạn. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách bấm hợp âm này ở trong một cái bài hát ví dụ thực tế, cách sử dụng trong một cái bài hát thực tế. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục mở rộng ra và hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng hợp âm này trong mọi bài hát. Ok, vậy thì cái bài hát ví dụ thực tế ở đây là gì? Mình sẽ chọn một cái bài hát nào đấy có cái giọng gam thuộc gam la thứ. Dừng lại chỗ này một tí này. Mình đã có một cái video hướng dẫn về gam là gì và hợp âm là gì. Gam khác hợp âm các bạn nhé. Nếu có bạn nào mới xem video của mình và chưa xem video đấy thì các bạn xem cái phần trước ấy, mình đã giải thích gam là gì và hợp âm là gì. Thế thì bây giờ mình sẽ nói lại một cách rất ngắn gọn. Ví dụ bây giờ mình sẽ chơi ở trong gam la thứ. Gam la thứ gồm những hợp âm sau. Đây các bạn xem này. Đầu tiên là la thứ. Thứ hai là rê thứ. Ba là mi trưởng. Thứ tư đô trưởng. Thứ năm pha trưởng. Thứ sáu son trưởng. Gồm 6 hợp âm đấy các bạn nhé. Vậy cách thêm hợp âm như này vào trong cái gam la thứ đấy như nào? Cách gọi tên của nó là hợp âm si thứ 7 giảm 5. Tại sao nó lại gọi là si thứ 7 giảm 5? Cuối video mình sẽ giải thích. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng hợp âm si thứ 7 giảm 5 bấm như này. Các bạn nhìn rõ cái thế bấm nhé. Mình có thể sẽ chèn một cái sơ đồ thế bấm này vào ở trong video nếu có. Còn nếu không các bạn search cái này trên mạng, nó bấm đầy mà, si thứ 7 giảm 5. Đấy, có cách viết tắt mình chèn ở dưới màn hình nhé. Vậy thì cách sử dụng của hợp âm si 7 giảm 5 là gì? Mình định nghĩa cứng luôn nhé. Trong gam la thứ, hợp âm si 7 giảm 5 này này, cái trong đẹp đẹp lạ lạ này này, nó có nhiệm vụ làm nền tảng, làm hợp âm đệm cho hợp âm mi trưởng này. Nhắc lại các bạn này, nhớ nhé, các bạn có thể ghi câu này vào trong sách, trong vở cũng được. Vì câu này là câu định nghĩa cứng luôn ấy. Hợp âm si 7 giảm 5 có nhiệm vụ đệm, đẩy cái hợp âm mi trưởng này đi lên một cái màu sắc nó trôi chảy, và nó như kiểu là một cái hợp âm mà nó có thể đẩy cái hợp âm mi trưởng này lên một cái tầm rất là hay. Mình ví dụ luôn cho các bạn trong bài hát nhé. Mình hát một bài hát bất kỳ nhé mà có sự xuất hiện của cái thằng mi trưởng này. Sau đó mình sẽ chèn cái thằng này vào, thằng si thứ 7 giảm 5 này vào trước hợp âm mi trưởng xem như nào nhé. Ok. Xin lỗi cơn mơ vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vương lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Các bạn thấy chưa? Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Si thứ 7 giảm 5, sau đó đến mi trưởng. Lời nói viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi, xin lỗi đáng ra phải vui. Thế mà các bạn có nghe bài hát nó êm ái không? Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà
cách sử dụng cứng ở trong la thứ là như thế. Lấy thêm một bài nữa cho các bạn thấy nhé, thấy cái màu sắc của nó như nào nhé. Từ từ sang bài này mình sẽ đưa một cái công thức tổng thể cho các bạn, không chỉ là trong la thứ này mà trên tất cả các bài hát khác giọng thứ nhé. Ok, ok các bạn. Bài thứ hai, rời capo lên trên này tí để cho nó cao cao lên dễ hát. Giá như có thể khóc, anh sẽ khóc thật lâu. Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau. Giá như có thể mãi mãi không dối gian nhau. Các bạn nhìn thấy chưa? Xin thứ bảy giảm 5. Giá như có thể mãi mãi không dối gian nhau. Đấy, toàn xuất hiện trước cái thằng mi trưởng này. Thì giờ đây đã khá. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời. Giá như em yêu thấu bao cay đắng hẳn trong tim tôi. Giá như có thể sống thiếu em trong đời. Giá như có thể sống, xin thứ bảy giảm 5, thiếu em trong đời. Và giá như chưa từng yêu người. Các bạn đã thấy là cái cách sử dụng hợp âm si thứ bảy giảm 5 này ở trong gam la thứ, cách sử dụng của nó là nó luôn xuất hiện trước hợp âm mi trưởng để làm nhiệm vụ đẩy cái hợp âm mi trưởng lên một cái trạng thái cảm xúc nó đúng với chính của nó. Nếu ở trong gam la thứ mà các bạn chuyển từ một cái hợp âm nào đấy về hợp âm mi trưởng này luôn này là chắc chắn sẽ thiếu. Các bạn muốn đánh đầy đủ và chuyên nghiệp hơn thì các bạn phải tìm cách chèn cái hợp âm này vào trước cái hợp âm mi trưởng này. Ok. Ok các bạn, nếu bạn nào đã xem cái tập 2 trở thành cao thủ guitar ấy, tập 2, phần 2 ấy, thì các bạn có để ý thấy trong phần 2 mình hướng dẫn cái vòng hòa thanh bậc 5 của gam la thứ. La thứ thì mình phải mở capo ra, nhưng mà mình kẹp capo lên cho nó sát cái cần đàn để đỡ bị cái màn hình video nó che khuất đi nhá. Bấm trên này cho nó gần. Chúng ta tưởng tượng đây hợp âm, đây là gam la thứ nhá. Hôm trước mình đã hướng dẫn cái vòng hòa thanh bậc 5 của gam la thứ. Các bạn có để ý thấy cái bài hát giá như ấy, cái bài thứ hai mình ví dụ ấy. Giá như có thể khóc, anh sẽ khóc thật lâu. Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau. Giá như có thể sống thiếu em trong đời. Đấy chính là một bài hát sử dụng cái vòng hòa thanh bậc 5 của la thứ. Chúng ta có một chút liên hệ giữa cái video này và video tập phần 2. Các bạn nào mà chưa xem cái phần 2 có thể bật lại phần 2 để xem. Ok các bạn, và hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cái cách cứng ấy, để sử dụng cái hợp âm này. Cách sử dụng cứng nhá, chứ không phải là cách bấm. Còn cách bấm thì quá đơn giản. Thế bấm mình như này. Ok các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video và lần sau. Trong tuần sau mình sẽ up tiếp một video khác. Chúc các bạn chơi đàn ngày một tốt lên.